Xin chào tất cả anh em đã một lần nữa quay trở lại kênh của mình. Thì lời nói đầu tiên thì mình xin chúc anh em có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ. Vì hôm nay là mình cũng không có đi làm nên là mình có rảnh để làm một cái video hướng dẫn anh em cái cách chống khói và cái cách xác định con khói nằm ở đâu và những cái xe ở trong đám khói nằm ở đâu. Đây là một cái vấn đề mà khi chơi game này á, là mình phát hiện rất là nhiều anh em là không xác định được. Khi mà không xác định được dẫn tới anh em mà không có biết là cách để mình chống con khói, là mình bắn ở đâu là con khói nó sẽ chết và cái xe ở đâu để mình có thể giết được nó. Thì mình cũng làm theo yêu cầu của nhiều anh em trong clan của mình và nhiều anh em mình quen trên Facebook thì họ cũng có nói là tôi không biết con khói nằm ở đâu hết. Thì hôm nay là mình quyết định là làm một cái video để hướng dẫn anh em xác định vị trí con khói nằm ở đâu một cách cụ thể nhất mà từ trước tới giờ có thể là chưa có ai hướng dẫn anh em một cách chi tiết như vậy luôn. Thì không làm mất thời gian của anh em nữa thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn anh em luôn. Đây là một cái video hướng dẫn và mình sẽ phân tích cụ thể cho anh em thấy để anh em sau này khi mà ra trận mình sẽ tập tập nhiều trận. Lần này mình tập xác định, lần sau mình tập xác định tiếp và sau khi mình làm nhiều lần như vậy á thì nó sẽ dẫn tới anh em là một cái phản xạ sau này là khi mình gặp tình huống đó là mình biết mình bắn ở đâu liền luôn. Thì anh em phải tập luyện thường xuyên chứ không thể nào mà trong vòng một hai trận đấu mà anh em có thể là xác định được. Đây là lần đầu tiên mình sẽ xác định cho anh em thấy con khói nằm ở đâu. Và anh em để có để thấy không, cái dòng trắng trắng mà nó cái có những cái tia điện á xung quanh những cái đó thì anh em phải bắn chỉ định ngay đó là nó sẽ ngay con khói. Anh em để ý khi con khói nó xì ra là ở phía giữa đó mình tắt khói, cố tình mình tắt khói cho anh em thấy được. Đó là bắn ngay con khói nha anh em. Ngay cái điểm giữa đó là ngay con khói đó. Sau đây là mình sẽ làm lại một lần nữa cho anh em coi. Anh em có để ý thấy không? Cái vòng tròn ở giữa nè. Anh em nhìn kỹ nha. Cái dòng ở giữa mà cái ở xung quanh nó có giống như là những cái tia sét anh em. Đó đó anh em thấy rõ không? Đó, mình sẽ bắn chỉ định ngay đó nha anh em. Ngay đó là ngay con khói. Và một cái kinh nghiệm nữa là ví dụ như khi anh em thấy con khói nó di chuyển hướng nào á thì mình bắn ngay chỗ cái đầu xe nó di chuyển anh em là nó sẽ chính xác nhất. Còn mình bắn ngay cái ở phía sau nó thì cái lượng đam mà sát thương lên con khói nó không có cao nha anh em. Đó anh em thấy không, là mình đã bắn chính xác. Đó là cái đầu tiên. Mình hướng dẫn cho anh em cách để mình xác định được con khói nằm ở vị trí nào. Thì mình xin nói lại một lần nữa là khi con khói nó xì khói ra thì ở giữa những con khói á thì nó có cái dòng trắng trắng xung quanh nó, mình nhìn giống như là có những cái tia điện á thì mình bắn ngay đó. Và sau đây là mình sẽ giúp anh em xác định được vị trí của con xe nằm ở đâu. Anh em nhìn cho kỹ và mình theo dõi cho kỹ để mình xác định được vị trí con xe nằm ở đâu nha anh em. Đó, trước khi xác định vị trí con xe nằm ở đâu thì mình cũng nói sơ sơ qua cho anh em rõ là khi con xe nó bắn ra anh em thì ở phía nòng của nó, trước nòng của nó một ô là nó sẽ bay cái viên đạn ra. Nghĩa là sao? Nghĩa là từ cái chỗ đạn đó đến con Jaguar là nó sẽ cách một ô nha anh em. Cho anh em dễ hiểu là từ cái mình nói lại nha, là con Jaguar nó bắn cái viên đạn ra thì cái tia lửa nó sẽ cách xuất hiện nó một ô và anh em bắn ngay ở phía sau cái viên đạn nó một ô là sẽ ngay con Jaguar. Và sau đây là mình sẽ làm trực tiếp cho anh em thấy. Anh em để ý cái những cái điểm mà mình làm dấu nha. Mình bấm vào tay. Đây đây anh em nhìn kỹ nha. Đó, anh em có thấy cái đường đạn ngay chỗ đó không? Cái đường đạn chỗ đó không? Cách cái đường đạn nó một ô là ngay cái vị trí con Jaguar nó đứng. Sau đây là mình sẽ bắn ngay cái con Jaguar đó cho anh em xem thử. Và trong cái cách xác định này anh em có nên để ý một cái là con Jaguar nó bắn thẳng hay là bắn xéo đây anh em. Nó bắn xéo thì mình sẽ xác định xéo đó một ô, còn nó bắn thẳng về trước đó thì mình sẽ xác định nó ngay cái đó. Tùy theo cái hướng nó bắn anh em, nó bắn xéo thì mình phải xác định cái ô xéo nha anh em. Đó, anh em thấy không, mình bắn ngay con Jaguar luôn.
Đây là một cái hướng dẫn để mình giúp cho anh em xác định được cái con Jaguar nó đậu ở đâu trong đám khói. Mình sẽ làm lại một lần nữa cho anh em coi. Đó, anh em để ý nhìn kỹ cái đường đạn nha. Anh em nhìn kỹ cái đường đạn. Cái đường đạn nó bay ra. Và mình xác định được cái vị trí của con xe đó, cách đó một ô, ngay cái đường đạn đó cách đó một ô. Đó là mình bắn ngay đó. Và sau đây mình sẽ tắt khói cho anh em thấy. Đó, anh em thấy không? Và mình bắn cách đó một ô thì vị trí nó là tương đối chính xác nha anh em. Và mình sẽ làm lại một lần nữa cho anh em để nắm rõ hơn, để khách xác định được cái vị trí của con Jaguar. Đó, cái chỗ mà mình làm dấu anh em thấy không? Nó cách cái đường đạn nó một ô nha anh em. Đó, anh em có nhìn thấy rõ không? Rất là chính xác. Và đây là một cái là nó nằm ở cái chỗ là anh em phải xác định được, nhìn được cái đường đạn thì mình mới xác định được con Jaguar nó nằm ở đâu. Và tiếp sau đây mình sẽ giúp anh em xác định được là cái con vết nó bắn bao nhiêu viên đạn thì con Jaguar nó sẽ chết, để qua đó là giúp cho anh em có thể xác định được là mình cần bao nhiêu con vết để mình bắn vị chỉ định là con Jaguar nó sẽ hiệu quả nhất. Đây là một cái màn thử nghiệm. Đây là mình không có dùng item nha anh em. Mình chưa có dùng, chưa có búp item lên. Dành cho những anh em mà chơi không item á, chơi không dùng item á, thì đây là nó bắn, bắn nãy giờ mình theo mình điểm được là nó bắn 9 phát nha anh em. 9 phát. Sau khi mình xác định được là những cái con vết này nó không cần item thì nó bắn 9 phát là sẽ chết con Jaguar, thì bây giờ mình sẽ sử dụng 9 con vết và mình bắn chỉ định xem coi một phát bắn thì mình bắn chỉ định dùng 9 con vết để mình bắn chỉ định thì nó sẽ tốt hơn hay không, thì anh em theo dõi. Thì đây là những cái chia sẻ của mình để giúp anh em lựa chọn một cái số lượng vết để mình chống khói cho nó hợp lý nha anh em. Thì nếu mà trong trận đấu thì mình có 4-5 con thì nó vẫn mình cứ ấy thôi. Đây là cái cách để mình giúp cho anh em là có thể đạt hiệu quả là bao nhiêu phát bắn là con vết nó chết, để trong khi lúc mình chống con Jaguar nó chết á, thì để trong lúc mình chống khói mình bắn chỉ định để mình thay đổi cái điểm bắn liên tục thì mình cần bao nhiêu phát bắn trong cái điểm đó để mình đổi lại vị trí kế tiếp, cho anh em thấy được rõ hơn. Và 9 phát, 9 con vết thì mỗi con bắn 1-2 phát nha anh em. Mình chỉ cần bắn, mình đổi điểm liên tục, mỗi con bắn một phát thì nó đã hoàn thành được cái nhiệm vụ là giết được con Jaguar tại ngay cái điểm đó. Thì chắc chắn là 9 con sẽ không thể nào mà anh em có thể canh được, mỗi con bắn phát thì có con nó bắn 2 phát nha anh em. Nhưng mà cơ bản thì mình sẽ sử dụng 9 con là tốt nhất. Hoặc là trong trận đấu thì đâu nhất thiết đâu mình phải sử dụng 9 con đâu, đúng không anh em? Ví dụ mình có 5 con thì mình xài 5 con thôi chứ. 5 con thì mình có thể bắn 2 phát chẳng hạn. Và đây là cái bước tiếp theo. Mình sẽ test giúp cho anh em là
Khi mình búp item lên á, búp item gold lên thì mình cần bao nhiêu phát bắn để mình giết được con Garou? Thì anh em theo dõi nha. Và theo như mình đếm được là cái con Jaguar thì nó sẽ khi mà con Zed nó búp item lên này bắn 7 phát là con Jaguar nó chết nha anh em. Thì đây là một cái ví dụ tương đối cho để mình gửi tới anh em xem thôi. Nhưng mà khi thực chiến thì có thể là 6 phát nó chết. Tại vì cái này nó còn ảnh hưởng đến cái độ chính xác của con Zed nữa nha em. Nha anh em. Ví dụ như nó bắn 7 phát mà toàn là nó bắn hụt không à thì nó sẽ nhiều hơn. Thì có thể là chênh lệch 1 2 phát. Thì đây là một cái ví dụ để mình làm cho anh em biết được là con Zed nó giết con Jaguar bao nhiêu phát, để qua đó là mình sẽ lựa chọn cái số lượng Zed nè để mình bắn chỉ định khối cho nó tốt nhất và mình biết được bắn bao nhiêu phát thì con Jaguar nó chết. Thì vừa rồi là mình vừa gửi đến anh em một cái video là hướng dẫn anh em cái cách để mình xác định được những chiếc xe trong cái đám khói và con khói nó nằm ở đâu. Nếu anh em thấy hay thì hãy để lại cho mình một subscribe và một comment. Đó là cái động lực để mình tiếp tục ra những video giúp đỡ anh em.